Thùy Trang xin chào cả nhà nha. Hôm nay Trang sẽ làm cái món thịt chuột nè, muối, xả, tỏi. Đây là chuột của dượng ba mình mới đi xiệc hồi hôm, cho mình được 6 con. Mình có băm tỏi, xả với nửa muỗng canh bột ngọt và một muỗng canh lưng muối nha cả nhà. Cái này còn thiếu một món đó, đó là nghệ mà mình lười ra chợ mua nên mình chỉ ướp với xả và tỏi thôi nha. Bây giờ mình sẽ cắt chuột nha cả nhà. Do mình sợ chuột nên mình sẽ dùng đồ gấp mình gấp. Chuột mình dám ăn nhưng mà mình không có dám bắt. Thường thường mà mình ăn là má mình hoặc là anh mình làm cho mình ăn không à. Mình không có dám bắt. Nhưng mà ăn là mình ăn rất hay nha. Tại vì mình rất là thích cái món này. Xem cái đuôi chuột này cả nhà. Đây cả nhà, mình đã cắt xong. Chuột này là tới vào mùa gặt lúa là chuột rất là nhiều. Nhưng mà mình thích ăn nguyên con chuột mà đem đi nướng á, ăn rất là ngon. Nhưng mà không có như anh mình còn đang bận, không có được vỡ, không có được rảnh. Cái đó mà nướng nửa than ngồi dâm nhi là ngon lắm. Bây giờ mình sẽ ướp luôn nha cả nhà. Rồi, mình sẽ cho nửa muỗng canh bột ngọt vào, một muỗng canh muối hơi lưng, tỏi, xả. Cho một tí dầu ăn luôn. Sau đó cả nhà để trong vòng 5 phút nha. Mình ướp tầm 5 phút rồi mình sẽ đem chiên nha cả nhà. Cả nhà đợi một tí nữa, Trang chiên xong rồi Trang sẽ cho cả nhà xem nha. Chúng ta cùng thưởng thức nha. Cả nhà, dĩa chuột mình đã chiên xong rồi. Wow, vàng tươi luôn. Bây giờ mình mời cả nhà cùng mình thưởng thức nha. Không biết mặn lạc thế nào nữa. Đây cả nhà xem cái dĩa chuột chiên nè, nó vàng tươi luôn ha. Đó, bây giờ cả nhà hãy ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh của Thùy Trang nha. Rồi nhớ để lại comment thì Thùy Trang sẽ vô xem tất cả các comment và trả lời cho các bạn. Rồi, chào các bạn.